Hello, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại, đúng không nào? Chúng ta gặp nhau trong Unit 8, bài số 8, với các chữ cái là 4 chữ cái cuối cùng. Double, double, double. Tại sao lại double? Double có nghĩa là nhân 2 các bạn ạ. Double. Bởi vì có lẽ rằng là khi mà các bạn nhìn thấy hai giống hai chữ V đúng không? Còn khi mà người ta viết ấy, thì nó rất là giống hai chữ U các bạn ạ, viết tay á. Nên là người ta gọi là double, là hai chữ U, được chưa? Double. À, khi mà viết nhá, nó quanh tròn á. Double. Rồi, là double là nhân đôi. Ok chưa? Double, double. Rồi, tiếp tục này, X. À, các bạn nhớ giống như chữ axe trong cái từ mà cái búa đấy đúng không nào, cái dìu á, axe đúng không, xong thêm chữ axe. Yeah. Ôi, why, why giống như màu trắng đúng không nào, nhưng mà không có âm t ở cuối nhá. Why. Rồi z, ok chưa? W X Y Z. Ok, the letter W. A. Listen and repeat. Hi, I'm a wise wolf. Ôi các bạn ạ, cái từ này chúng ta đọc là wise. Nhớ nhá, nhớ chữ S ở dưới nhá. Ở cuối cùng, wise, wise. Tiếp tục bằng O này, wolf. Or wolf, wolf. Xong các bạn cong lưỡi chữ L vào chữ F và bật hơi chữ F đúng không? Wolf, wolf. Wise wolf, wise wolf. Ok chưa nào? W, w. This is the w sound. This is the letter W. W, w. Wise wolf. W, w. Wise wolf. Rồi, ok, cái từ wise, wise này nghĩa là khôn ngoan các bạn ạ. Wise wolf là một con sói rất là khôn ngoan, thông minh đúng không nào? Wolf là con chó sói các bạn nhé. The beginning sound. W. What letter is this? W. Page 74. B. Listen, point, and repeat. 1. Wolf. Các bạn nghe thấy chữ F ở kết thúc không nào? Wolf. Răng trên chạm môi dưới thở gió giống chữ phờ đúng không? Wolf. 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 Two. Ôi, cái từ này thì các bạn đọc này. Web. Vẫn E này, web. Xong thêm chữ bờ. Web. 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 Đấy, chữ bờ chúng ta bật ra vậy thôi nha. Three. Water. Rồi các bạn ạ, cái từ này tương đối là khó đọc một chút. Từ này từ nước đúng không nào? Nước của chúng ta có một từ là water. Đọc chậm, cô đọc rất là chậm cho bạn này, vần O này. Water. Giờ chữ tờ trong tiếng Anh ấy, nhưng mà mình bật chữ bật hơi này. Xong cong lưỡi chữ R lên. Water. Water. Ok chưa? Đối với giọng Anh Mỹ mà các bạn vừa mới nghe xong thì cái chữ tờ đấy nó sẽ được đọc thành chữ đờ. Water. Water. Đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nghe nhá. Water. Water. Ok chưa? Nghe nó nửa giống chữ A, nửa giống chữ R đúng không? Water. 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 Ok chưa? Four. Rồi, từ số 4 này. Watch. À, từ này các bạn phải lưu ý này. To watch này nó có hai nghĩa. Bình thường chúng ta có từ watch TV là xem TV ấy. Watch có nghĩa là xem một cái gì đó. Watch, ở đây có chữ chờ đằng sau nhá. Watch nó cũng có nghĩa là cái đồng hồ nữa các bạn ạ. Đồng hồ đây này, đồng hồ nhưng phải là đồng hồ đeo tay nhá, không phải đồng hồ treo tường. Đồng hồ đeo tay cũng dùng từ là watch. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng nghe nhá. Watch. Watch. Ok. Watch. Page 75. D. Listen. Then write. Rồi, bây giờ các bạn nhớ nhá. Nhớ viết cho cô được chưa nào? Viết cho cô chữ W này. Sau đó các bạn sẽ listen and write là nghe này, sau đó tập viết này, viết những cái chữ này. Còn ví dụ như bây giờ cô sẽ đọc đúng không? Cô sẽ mở video và cô đọc cái bài này. Và ví dụ như từ đầu tiên cô đọc là wolf thì nó đúng là cái chữ bắt đầu bằng letter W thì các bạn sẽ viết nó. Nhưng nếu mà không phải thì các bạn sẽ phải làm sao? Phải gạch nó đi, là cross it out, là gạch nó đi đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe nha. Eight. W,
or cross it out. Cross it out. One. Water. Water, đúng không? Water. Water, các bạn nghe được đúng không? Two. Teacher. Teacher. Teacher có phải không? Nếu không phải, đã Three. Không lưu thì các bạn gạch đi nhá. Wolf. 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 Oh. Four. Web. Web. Five. Gorilla. Gorilla, được chưa? Không phải thì gorilla. Six. Watch. 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 Okay. Page 75. E. Listen and chant. Web. 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 Có chữ bờ nhá. Web. 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 Watch. Watch. Chữ chờ này. Watch. Tròn miệng lên nhá. Nếu các bạn mà đọc theo vần A ấy, mà các bạn tròn miệng lên nó cũng ra được âm này. Water, ok chưa? Còn nếu mà chúng ta có thể đọc vào vần O, water, đều được nhá. Water. 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 Wolf. Chỉ đọc là do you see water mà thôi. Bởi vì nước thì không đếm được. Không đếm được thì sẽ không có các bạn nhá. Đấy, bạn có nhìn thấy một cái tấm lưới không? Do you see web? Bạn có nhìn thấy nước không? Thì chỉ là do you see water. Người ta chỉ ngắt nghỉ như vậy thôi. Các bạn nghe lại nhá. Rồi. Do you watch? Do you see water? Do you see a wolf? Do you see water? Do you see a wolf? Bây giờ các bạn cùng nhau luyện tập, cùng nghe thật kỹ, cùng đọc lại cho cô bốn từ này và đọc đi kèm với bốn câu này. Sau đó quay video và gửi lại cho cô nhé.